chào anh. À, em ơi. Dạ. À, cái chuyện anh nhà em hôm nọ, em có điều tra giúp giùm anh là tìm được danh sách những người lại trễ hôm đó với chị Dung Hòa chưa? Dạ em tìm được rồi anh. À, hôm đó cũng ít người, để em nhớ nha. À hôm đó có chị Dung Hòa và một nhân viên phòng marketing. Vậy nhân viên phòng marketing là ai vậy em? Dạ là chị Hoàng Yến. Hoàng Yến hả? Mà có gì không anh? À không có gì. Dạ. Thôi anh cảm ơn em nha. Chào anh. Nè, bé có nghe gì chưa? Mới về, đang học tô vẽ gì trong phòng á. Mà nghe nói cuộc thi viết gì của ông hôm bữa đang rất thành công phải không? Tôi thấy bài viết gửi về cũng nhiều. Ông giỏi thiệt đó. Giỏi gì? Mình tôi thì chẳng ra gì đâu. Nhưng mà biết sao không? Ý tưởng của Dung Hòa mới được như vậy đó. Người tôi giới thiệu cho ông thì đương nhiên phải xịn chứ. Mà nhắc mới nhớ, ông chưa có trả công cho tôi đó nha. Cân thử có bao nhiêu ký. Ăn mập thay rồi còn đòi hỏi gì nữa. Mà đi ăn không lý do thì cũng xem như là ông chưa có đãi. Láo cá. Tôi láo cá sao cũng được, miễn sao có Dung Hòa đứng kế bên là tốt lắm rồi. Mà cũng nhắc cho ông nhớ, làm cái gì thì làm, không được ăn hiếp Dung Hòa của tôi đó nha. Ông chỉ toàn ăn hiếp người khác không à. Làm như tôi là phát xít. Người vừa đẹp vừa giỏi, nấu ăn ngon như Dung Hòa, ai mà dám ăn hiếp. Con gái tôi kìa, suốt ngày cứ cô Dung Hòa, cô Dung Hòa, nghe riết phát mệt. Ờ à, thì cô ấy tốt với ông á, chỉ vì ông là bạn thân nhất của tôi thôi. Chứ ông đừng có thấy cô ấy tốt với ông như vậy xong đem cô ấy về chăm sóc con luôn nha. Bộ ông có ý tiến tới với Dung Hòa luôn à? Chưa. Nhưng mà tôi đã là cũ cổ luôn rồi. Vậy thì tốt, chúc mừng. Yên tâm đi, giữa tôi với cổ chỉ là đồng nghiệp thôi, không có tình cảm riêng tư gì đâu mà lo. Chị Hòa ơi, chị về chưa? Hoàng Yến, có tật giật mình đúng không? Dạ, anh Thương đúng là có khiếu hài hước à. Em... Tôi không có đùa đâu. Sao cô lại ở trong phòng biên tập này một mình? Cô vào đây làm gì? À, dạ em cũng mới bước vào thôi ạ. Em chỉ xem coi chị Dung Hòa đã về chưa. Hoàng Yến à. Dạ. Dung Hòa rất là tin tưởng á cô. Vì vậy cô đừng tiếp tục mà giở trò nữa. Anh nói cái gì vậy? Dung Hòa đã nhận lỗi với công ty rồi, sao anh còn dư quả cho tôi? Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Cô chỉ vì ganh ghét với Dung Hòa cho nên mới làm vậy? Hay là có mục đích gì khác nữa phải không? Không. Để tôi yên. Ờ, có chuyện gì vậy? Hoàng Yến chính là người đã tư vấn tầm bậy cho khách hàng qua điện thoại trong phòng em ngày hôm đó. Chị Dung Hòa, chị cũng nghĩ anh làm chuyện này sao? Ờ, chị không nghĩ. Em là người như anh Hoài Thương nói. Nhưng mà cái hôm mà khách hàng gọi điện đến tư vấn á, em có ở đây không? Hôm đó em cũng ở lại công ty muộn, nhưng mà em không có biết chuyện đó. Nhưng mà nếu như mà em cố ý giả danh chị á, thì tại sao em phải giúp chị để làm gì? Chắc không phải do Hoàng Yến làm đâu anh à. Anh đừng liên quan cho cổ. Cô đang giúp đỡ em mà. Cái gì? Giúp đỡ em à? Ừ. Em tin cổ sao? Chị Hòa đương nhiên là tin em. Anh nói em là người tư vấn cho khách hàng,
gì bằng chứng đâu. Để Dung qua, tôi sẽ bỏ qua chuyện này. Nhưng nếu cô muốn bằng chứng thì tôi sẽ làm được. Tôi sẽ đi tìm chứng cứ. Cô có muốn không? Bị nghi quan cho nên em bực tức một chút thôi. Em không có ý thách thức anh. Lúc nào em cũng muốn làm việc trong hòa khí hết á. Vậy thì tốt. Cô nên làm tròn cái công việc của cô đi. Thôi thôi được rồi, em cũng sẽ cố gắng để không xảy ra sự cố này nữa. Anh cũng đừng có căng thẳng như vậy. Dung Hòa, là anh lo cho em thôi. Nếu cần á thì anh chuyển công việc từ phòng thiết kế sang làm phóng viên là được chứ gì. Thôi mà anh. Em cũng đừng có buồn nhiều nha. Anh không có cố ý đâu. Dạ, em không có buồn đâu chị. Mà cũng trễ rồi. Chị về chưa? Em cũng còn cái hẹn với bạn tối nay á, nên em phải về. Thôi em về trước nha. Ừ. Chào chị. Chào anh. Chào em nha. Anh sao vậy? Nghe anh hù á, cổ đã xanh mặt rồi. Cổ không phải là người như vậy đâu anh. Nếu mà cổ không làm á thì ai làm? Không lẽ là anh sao? Cổ chính là một trong hai người đã ở lại phòng em ngày hôm ấy. Dù có hay không á thì anh cũng phải lên tiếng. Nếu như mà cổ không làm á thì tốt, mà nếu như có làm á thì cũng sợ anh mà không dám làm nữa. Anh cũng giỏi quá ha. Chứ sao em? Nhưng mà em sợ qua chuyện này cô sẽ ghét anh thì không hay đâu. Vậy nếu cổ thương anh thì anh được cái gì? Em thử nói những cái anh được đi. Anh sẽ chạy theo nịnh cổ liền. Cái anh này. Chào cô. Chào anh. Ngân Nga, về con. Ba đón kìa. Chào ba đi con. Con gái của ba. Con sao vậy? Mọi hôm Ngân Nga ngoan lắm, nhưng hôm nay bé khóc hoài dẫu không nín. Con gái ngoan nè, có chuyện gì nói ba nghe ha. Hay ba chở con về nhà, con thích gì ba sẽ mua cho con ha. Con không thích gì hết. Con không thèm mấy món đồ ba mua cho con nữa. Con không thèm. Con gái nè, con hư lắm con có biết không? Con có biết là con làm phiền ba và cô giáo lắm không hả? Bây giờ ba về nha, con đứng đây con muốn làm gì con làm nha. Làm phiền cô giáo quá, cô cứ để con bé đứng đi. Xin lỗi, cho tôi hỏi anh chuyện này nha. Sao không thấy mẹ của cháu đi đón cháu? Cháu cứ ngồi khóc hoài. Vì thấy các bạn được mẹ đón. À, thôi nín đi. Ba thương, ba xin lỗi nha. Ba xin lỗi con gái nha. Tôi xin lỗi vì đã hỏi không đúng lúc. À, không có gì đâu cô. Tại bé mới về Việt Nam học nên có chút bỡ ngỡ. Với lại mẹ bé không có ở Việt Nam. Dạ tôi xin lỗi anh. Thôi để tôi đưa bé về. Dạ để tôi lấy cặp cho bé. Cảm ơn cô giáo đã giúp đỡ cho bé. Dạ. Con không về nhà đâu. Con không thích. Con muốn có mẹ đi đón con như các bạn. Thôi được rồi. Nè, mang cặp vô đi con. Thưa cô về đi con. Thưa cô con về. Chào con. Chào cô. Dạ chào anh. Nó chịu ngủ rồi hả má? Ra ngoài đi. Con định sống cảnh gà trống nuôi con về cả đời sao?
con nhỏ nó cũng cần có mẹ. Tội nghiệp nó con à. Không lẽ giờ con lấy vợ chỉ vì muốn con gái mình có mẹ sao má? Như vậy mới là tội nghiệp người ta đó. Hay để con tìm mẹ nuôi cho bé Ngân nha. Con thôi đi. Không lẽ con cứ ôm hình bóng cũ mà sống suốt đời đến già đến chết hay sao? Cũng đã 5 năm rồi con à. Thà đằng cổ tham công tiếc việc hay cổ bỏ con đi theo người khác con không nói. Đằng này cổ chết vì sinh con cho con, làm sao con đành lòng hả má? Má xin lỗi. Má thương con, mà hễ nói ra là con buồn, con đau. Con không sao đâu má. Má qua đây ngủ là bà không vui đâu. Con bé gần nhà đã ngủ rồi. Thôi để con đưa má về. Sao kỳ vậy ta? Sao lâu quá không online? Hay là chả Sơn Phong này chả sợ lộ rồi chả bỏ nít luôn? Vậy thì làm sao mà mình vạch mặt được? Tức chứ. Làm ơn online giùm đi. Làm ơn đi mà. Làm ơn cho tôi vạch mặt đi. Chào anh Hoàng Đế. Lâu rồi không thấy anh online. Em chờ anh mãi. Chào em. Công chúa mộng mơ. Mấy tháng vừa rồi á, anh bận quá. Ủa? Không có thời gian online. Sorry em nha. Anh sorry em về điều gì? Anh hứa định nữa gặp em, nhắn tin cho em đón anh nữa. Nhưng anh kẹt đột xuất nên quỷ chuyến bay, nhưng lại không nhắn tin cho em. Vậy là hôm đó anh không về hả? Em không biết là anh không về. Vậy là em cũng không ra sân bay đón anh. Vậy mà anh lo lắng cảm thấy có lỗi với em. Em có ra đón anh và có gặp một người mặc bộ đồ giống y chang như anh và có dẫn theo con nhỏ, nhưng lại từ chối là không phải là anh. Alo, tao nghe là Văn Chương. Alo Dung Hòa hả? Ờ. Mày có đang ở tòa soạn không? Không có. Tao đang ở công ty Mặt Trời Xanh. Có chút chuyện bà với giám đốc bên này. Có chuyện gì không mày? Ê, có thằng cha Sơn Phong ở đó không? Chi vậy? Tao đang chat với thằng Chả nè. Chat với thằng Chả là sao? Ông đang làm gì với tao mà? Sao chat với mày được? Thì đó là chat với cái nick Hoàng Đế đó. Cái nick mà tao với mày đang nghi là của thằng cha Sơn Phong, mày nhớ không? Ủa, vậy thì không phải đâu mày ơi. Ông ngồi làm gì với tao nãy giờ, có chat chít gì với ai đâu. Cái gì kỳ vậy? Chị chắc lộn rồi mày ơi. Vậy thôi ha. Ờ, bye mày. Thực tình tôi không ngờ là cuộc thi lại mang lại cho tôi nhiều cảm xúc về quê hương như vậy. Ừ, các bạn viết đều rất hay. Cái gì vậy? Mới ra nghe điện thoại vô có chuyện gì mà vui vậy? Anh hay thiệt đó nha. Vừa làm việc với tôi mà vừa chat được với bạn tôi nữa. Anh Hoàng Đế. Nữa? Lại là Hoàng Đế. Hình như là cô Dung Hòa cứ nhất định phải gán ghép cho tôi cái biệt danh kỳ dị đó thì phải. Thiệt là tội nghiệp anh quá đi thôi. Mang án quan mà cũng không biết mình bị quan. Bây giờ được giải quan mà cũng không biết mình được tha tội nữa. Thực sự trong chuyện bị cô gọi là Hoàng Đế tôi không hiểu gì hết. Ờ, lúc ngoài sân bay á, tôi và Văn Chương đi đón một người bạn mới quen của Văn Chương. Nhưng mà chúng tôi chưa biết mặt nên mới nhận lầm là anh. Bây giờ thì mọi chuyện đã được sáng tỏ rồi. Trời đất, chỉ vì như vậy thôi mà tôi bị gán ghép là Hoàng Đế đó hả? Ừ. Hoàng Đế không ngai không thần dân là đã thảm rồi. Đằng này còn phải chịu đựng hai vị quan toàn.
Đâu có, đến 4 lần. Bốn đứa chúng tôi tính lôi anh ra ánh sáng đó chứ. Dạ, dạ mệt ngồi thôi. À, tôi nhớ ra rồi. Hóa ra cuối cùng anh Dũng là người chịu gánh nặng Văn Chương thay tôi. Thấy chưa, trời biết là tôi không có tội nên tha cho tôi đó. Nè nè nè, nhưng mà không có chuyện là cười trừ cho qua đâu nghe. Cô với mấy người kia đó nghe, phải đền bù tổn thất tinh thần và danh dự cho tôi. Nè con à, ngày mai con đừng đi thành phố chi, có kính chồng được đâu. Con ở nhà đi, để nội với ba mẹ con lo. Nội à, ở thành phố con còn công việc nữa, đâu phải mỗi chuyện kiếm chồng đâu nội. Không biết, chứ chuyện quan trọng á mà con không làm được. Con gái tuổi như bay vậy mà không lấy chồng được thì còn làm ăn gì được đâu. Nội ơi, cho con đi đi. Nội yên tâm, con hứa với nội, trong năm nay con sẽ đi tìm cháu rể về cho nội nha nội nha. Con còn nhiều việc lắm, còn nhiều chuyện cần con giải quyết ở trên thành phố á nha. Nội cho con đi tao nha. Tao nói không có được đâu nội. Tao đã hứa với Dũng rồi. Cái gì vậy nội? Nội hứa cái gì với người ta? Thì hứa cho họ đến đây coi mắt bay. Rồi bây giờ bay đi rồi tao biết làm sao. Thôi không được đâu nội ơi. Trời ơi, con gặp ảnh á có 2-3 lần à, có thương nhớ gì đâu mà xem với xét hả nội? Thì tụi bay lấy nhau về rồi thì thương chứ có gì đâu. Miễn là ở sống với nhau mà vui vẻ là tốt quá rồi. Nè, con muốn làm cái nhà này xấu hổ bao nhiêu lần nữa hả? Tưởng đâu đem bạn trai về nhà tử tế đàng hoàng, ai ngờ đâu chỉ là giả thôi à. Bay sống thành phố, bay quen cái kiểu đó quá rồi phải không? Đã như vậy hả? Khỏi lên thành phố luôn. Nội, đâu có đâu nội. Nội cho con đi đi mà. Đàn trai người ta đã chuẩn bị rồi. Con cứ việc ở nhà con chuẩn bị cho đẹp là được rồi. Có ngày nấu mất được. Nội, nội ơi, không được đâu. Thôi con đi nghỉ đi. Nè, ngày mai con cũng còn nhiều công việc lắm, con nghỉ đi. Nội, không nội ơi gì nữa. Nội. Trời ơi, làm sao đây? Bực mình quá à. Đang mơ gặp hoàng tử, chứ ai muốn gặp ông Dũng này đâu hả trời. Tôi thấy cô ta rồi. Con chim non không còn bé bỏng của anh. Hello. Sao anh lại ở đây? Anh tính giở trò gì nữa? Thăm em bất ngờ không được sao? Người ta nói gặp 3 lần là duyên, mà thương 3 lần là nghiệp. Chắc là mình có duyên nghiệp với nhau, gặp nhau hơn 3 lần rồi. Xin lỗi anh, tôi không muốn bị làm phiền đâu. Tôi không có mời anh. Thì anh mời em, có gì đâu quan trọng đúng không? Sao anh biết tôi ở đây mà đến? Anh theo dõi tôi phải không? Thì em bình tĩnh. Nóng giận quá là mất khôn đó. Anh muốn cái gì? Bắt đầu quan tâm tới nhu cầu của anh rồi hả? Anh muốn hai đứa mình hẹn hò với nhau. Cái đầu anh có vấn đề gì rồi phải không? Tôi khẳng định lại một lần nữa, tôi không hề thích anh. Anh khẳng định với em một lần nữa là em càng cứng đầu thì anh lại càng thích em. Chỉ cần em về bên anh thôi, mình sẽ không nhìn nhau giống như kẻ thù đâu. Anh sẽ lo cho em tất cả những gì mà em muốn. Tôi không muốn cái gì hết. Wow. Buông ra đi. Wow. Lì lợm quá. Không có nhờ. Hả? Buông ra. À. Buông ra. Không bị ổi. Cô. Mẹ. Gái ế mày đặt làm cao hả? Cô tưởng cô ngon lắm sao? Cô đợi đi. Còn tôi sẽ làm gì gia đình của cô nè. Chào em. Chị Thủy, chị vô đây ngồi đi. Cắm qua cho chị xong chưa? Dạ chị chờ chút xíu nha. Mẹ em đang cắm bên trong sắp xong rồi đó. Để em vô coi xong chưa em lấy ra cho chị luôn.
Alo, anh yên tâm, tôi đang ở shop hoa của cổ đây. Mà nè, tôi mua hoa hai bữa trước á, anh phải trả tiền cho tôi nghe, chứ không được gộp vào tiền công của tôi đâu đó nha. Thôi nghe, cổ ra rồi, thôi. Chị ngồi chơi, chờ mẹ em chút xíu nha. Gần sắp xong rồi đó, mẹ em làm sắp xong rồi. Chị, chị đẹp quá. Lần nào chị tới đây cũng đẹp hết trơn á. Em nhớ cái lần trước á, chị tới với bộ đồ với lại túi xách màu hồng, nhìn trẻ trung lắm. Còn bữa nay hả, nhìn chị sang trọng và quý phái. Chắc là chị mặc đồ hiệu không đúng không? Chị không bao giờ mua sắm ở Việt Nam hết á. Chị sang Mỹ hay đi xin mua sắm không à? Hàng bên đó mới mà đẹp nữa, với lại không có hàng nhái nữa. Mà chị thấy em còn trẻ, lại xinh đẹp nữa. Em mà đầu tư ăn mặc một chút xíu ha, còn trẻ đẹp hơn chị gấp 10 lần nữa đó. Em suốt ngày ở nhà như vậy, mặt đẹp á hả, cũng đâu có làm gì đâu chị, đâu có ai ngắm đâu. Với lại em bán qua vì mẹ chồng của em, thì làm gì có điều kiện để mà xài đồ hiệu. Thì ra là vậy. Em phụ thuộc vào kinh tế quá ha. Chắc là cũng không được thoải mái chút nào phải không? Cái gì thì cái, mình á phải làm ra tiền riêng của mình, vậy tiêu xài mới được thoải mái em à. Cuộc sống này á, phụ nữ mà không làm được ra tiền á, dễ bị bên gia đình nhà chồng á coi thường lắm em ơi. Ngày nào cũng canh nhà cho mẹ chồng của em, rồi cắm qua bán qua như vậy, thì làm sao có cơ hội làm giàu được chị. Thật ra nếu mà em có vốn á, mà có người chỉ dẫn thật lòng á, thì em ở nhà cũng có cách kiếm tiền nữa. Cần chi phải đi ra ngoài, mỗi tháng em cũng kiếm vài chục triệu đó. Chị biết cách làm giàu hả chị? Nếu mà chị biết cách nào làm ăn á, thì chị chỉ cho em nha. Được rồi, để chị xem có gì chị chỉ cho nghe. Nhìn thấy em á, nhẹ nhàng xinh xắn dễ thương, chị thích em lắm đó. Bán qua thì người phải yêu qua, người ta mới tới, phải không? Làng ơi. Dạ. Vô lấy qua cho khách nè. Dạ, chị để một chút nha. Qua của chị đây. Rồi, chị gửi tiền em nghe. Dạ. Nè em. Em cảm ơn chị. Chị đi nghe. Chị. Sao chị em? Chị nhớ nha, có cái gì làm á, chị nhớ chỉ cho em nha. Em yên tâm đi, chị em mình đã quen biết nhau rồi, chị sẽ giúp em cơ hội làm ăn. Dạ. Chị đi nghe. Dạ. Em chào chị. Mẹ... Làm thì không làm, mà cứ ngồi đó mơ với màn gì đó. Khách vừa mới đi xong, con ngồi nghỉ mệt chút xíu mà mẹ. Con làm gì từ sáng tới giờ mà mệt? Có đóng qua đây nè, suốt từ sáng tới giờ mà cũng không dọn. Con chút xíu cũng la nữa. Mình đi kiếm việc làm, mai mốt giàu á, coi có còn la mình nữa không. Đó, coi. Mẹ chồng nói một câu á, thì con dâu cứ lầm bầm trong miệng à. Có nhiều đó mà cũng giận. Nói nhẹ thì không nghe. Đó đó, cẩn thận chút con, hư hết qua rồi. Nói nhẹ thì không nghe, cứ toàn để cho người ta nói lớn tiếng không à. Đã nói em không sao rồi mà. Tên khốn đó có làm gì em không? Hắn mới làm được gì em, hắn chỉ làm em bực mình thêm thôi. Em đã nói em không sao rồi, anh còn đến đây làm gì nữa.
Anh thấy không, em rất là khỏe mạnh, không có bị gì hết. Em chỉ đi bộ, đi dạo, tập thể dục thôi. Nè, em tập cho anh coi nè. 1, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4. Anh thấy chưa, em yêu thể thao lắm chứ bộ. Thôi được rồi, ghét em quá đi. Nè, lần này thôi đó nha, lần sau không có được như vậy đâu. Nghe em than phiền chút xíu là anh chạy đến liền à. Công việc của anh thì sao? Anh cũng phải dành thời gian để chăm sóc cho bác gái nữa chứ. Hai người chưa gì mà đã lo lắng chăm sóc cho nhau đến như vậy. Làm cho anh ganh tị rồi nè. À, mình chung qua nè. Hay là tụi mình đi ăn cái gì nhá? Ok. Chắc không được đâu anh, em phải về ăn cơm với mẹ thôi. Ai mà gọi canh lúc anh nói chuyện quan trọng không à? Là Sơn Phong, ông này hình như là ghen ăn tức ở hay sao á, lúc anh ngồi một mình không bao giờ gọi hết á. Alo, tôi nghe nè. Sao vậy hả? Không sao, tôi tới ngồi với ông một chút cũng được mà. Có chuyện gì hả anh? Sao anh căng thẳng quá vậy? Sơn Phong đang gặp chuyện. Cô con gái cưng của Sơn Phong đó, một hai cứ đòi mẹ, mà khổ nổi con bé đó. Mà thôi, chuyện của Sơn Phong á, anh không nhiều chuyện được đâu. Vậy giờ sao, anh phải đi hả? Anh phải qua bên đó một chút coi sao. Em rảnh á, thì qua bên đó với anh. Con bé mà gặp em chắc sẽ đỡ hơn, anh thấy nó mến em lắm mà. Hôm bữa em làm bánh với chả giò gì đó, trời, nó ăn quá trời luôn, em nhớ không? Vậy mình đi thôi. Con gái ngoan, bà chở con đi ăn kem nha. Con thích ăn kem lắm mà. Coi kìa, thích muốn chết mà bà đặt giả bộ. Nè. Thôi mà, hay là ba đi mua thêm một bạn búp bê về cho con nha, chịu không? Chú Trần Tình vui tính sắp đến nhà mình chơi rồi đó. Chú tới đây ha, ai mà đồ chơi với chú là bà không cho đâu. Chú tới mà chú thấy cái mặt như vậy, chú buồn là chú bỏ chú đi về luôn. Con gái. Bing bong, nhà có khách. Công chúa hiếu khách ra mở cửa đi nào. Xin lỗi, khách không mời mà tới. Tại vì tôi nghe anh Trần Tình nói bé Ngân Nga bị... cho nên... Con gái của cô, con sao vậy nè? Con bị bệnh hả? Dung Hòa coi có cách gì giúp tôi. Tôi bỏ tay con bé rồi. Không hiểu sao mấy bữa nay cứ đi học về á, không nói năng gì hết. Hôm qua thì còn khóc, hôm nay là không động đậy gì luôn. Vậy chứ hôm qua ông giải quyết sao? Gọi bà nội tới chứ sao. Năn nỉ đã đợi mới chịu nín chịu ngủ. Tưởng đâu đỡ rồi, ai về đâu. Vậy là Ngân Nga thích chơi với cô Dung Hòa hơn đúng không? Vậy thôi ba với chú Trần Tình vô làm việc nha. Nhờ Dung Hòa chơi với bé giúp tôi nha. Dạ, anh yên tâm. Con gái, con bị bệnh rồi phải không? Cô sẽ nhờ ông Tiên cho con một bông hoa cúc để con mau hết bệnh nha. Trong chuyện cổ tích hoa cúc á, không phải là con bị bệnh mà là mẹ bị bệnh. Con phải đi xin ông Tiên hoa cúc để về cứu mẹ. Nhưng mà Ngân Nga không có mẹ.
Alo. Chị Thủy hả? Ừ. Em có tiền rồi nè. Khi nào thì em gặp được chị? Ừ, lúc nào gặp chị cũng được. Dạ. Nhưng mà chị ơi, giấy tờ thế chấp nhà cửa với lại giấy tờ vay nợ chị phải chuẩn bị đầy đủ cho em đó nha. Ừ, em yên tâm. Ủa, bộ em không tin chị hả? Dạ không, em tin chị chứ. Chị em mình cũng quen nhau rồi, cho nên em tin chị. Nhưng mà số tiền không có nhỏ, lãi suất cao thì em ham đó. Nhưng nhớ là phải chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cho em nha chị. Em yên tâm, chị làm xong rồi. Dạ, vậy nha chị, em gặp chị sau nha. Dạ, chào chị. Ừ, chào em. Là hình Dung Hòa và Sở Danh. Kẻ nào mà chơi trò đê tiện như vậy? Dạ, dạ anh cứ tự nhiên lựa đi anh. Chút xíu nữa em giảm giá cho anh nha. Anh ấy ơi, cái đó mà vô body của anh á, em nói hết sảy luôn á. Lấy cái đó đi anh. À, chào con. À, dạ xin chào quý khách. Dạ quý khách vào đây để lựa đồ gì ạ? À? À, dạ xin lỗi cô, dạ con biết rồi, cô tính lựa đồ trong xã phải không? À, dạ cô thông cảm giùm con. À, tiệm của con chỉ bán cho những chàng thanh niên cỡ 30 đổ lại à cô? À, không không, à, cho cô hỏi đây có phải là shop của nhà ông Văn Quá không vậy con? Dạ đúng rồi cô. Trời ơi con dễ thương quá, công nhận dễ cưng quá. Dạ. Mà con nói chuyện có duyên giống y như ba con vậy đó. À, dạ chẳng hay cô là ai vậy? Cô kiếm ba con có chuyện gì không? À, trang trí ở đây có gu quá ha. Dạ. Nhìn có vẻ làm ăn cũng được lắm ha con. Dạ 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 đúng rồi cô. À, con cứ tự nhiên đi nha. À, cô ngồi đây cô chờ ba con được rồi. Dạ cô cho con mạn phép hỏi một lần nữa. Dạ cô là ai? Cô tìm ba con có chuyện gì không cô? Con thấy cô quá trời là tự nhiên luôn đó. Tự nhiên cô bước vô tiệm của con, cái tự nhiên cái cô nói còn tự nhiên, rồi tự nhiên cái cô chạy vô cô rót nước, cái tự nhiên con thấy mắc cười quá. Tự nhiên con nhìn cô thấy mắc cười dễ sợ luôn. Quá trời tự nhiên luôn. Con biết tên cô, thôi để con kêu cô là cô tự nhiên nha. Trời, Văn Chương, con gái con đứa ngồi nói chuyện với bạn bè cho đàng hoàng, đứng cười cho tử tế, làm gì cười hô hô vậy? Ba, cô tự nhiên tìm ba nè. Ừ, anh gì? Nhân quá, em chờ anh nãy giờ đó. À, chị. Bạn à, ba hả? Nè, đi theo tôi. Chị ra đây tôi nói chuyện chút. Chào con nha. Dạ con chào cô tự nhiên. Đi đâu vậy anh? Em. Em nghe là bé Ngân Nga bị bệnh nên là em tới thăm. Làm phiền em quá. Con bé bị mệt nên nó nhõng nhẽo thôi chứ không có gì nghiêm trọng. Cảm ơn em. Anh đừng có khách sáo với em như vậy. Em với bé Ngân Nga mà anh còn ngại gì nữa. Vậy thôi em vô nhà chơi. Con. Bé Ngân con Nga. Chào cô Hàng Yến. Chào con. Cô có mua cho con mấy cuốn truyện nè. Con đọc đi nghe. Khi nào đọc xong á thì phải kể cho cô nghe nghe không? Cuốn này con có rồi. Cuốn này cũng mua rồi. Cuốn này cũng đọc luôn rồi. Mấy cuốn này con đọc hết rồi. Sao con có nhiều chuyện quá vậy? Ba con mua cho con hả? Dạ, bữa ba đưa con đi mua. Cô Dương Hoài chọn cho con đó. Ừ, con gái, cô Hoàng Yến tặng truyện cho con phải cảm ơn cô chứ.
Dạ, con cảm ơn cô Hoàng Ý. Mà ba ơi, khi nào thì ba mời cô Dung Hòa tới nhà mình chơi vậy? Con có chuyện gì mà muốn gặp cô Dung Hòa hả? Con muốn hỏi cô về cuốn truyện cô Dung Hòa mua cho con. Con muốn hỏi cô Dung Hòa về sự tích hoa cúc. Con không nên làm phiền cô Dung Hòa như vậy, không có hay đâu. Có gì hỏi ba cũng được mà. Con cũng có thể hỏi cô mà. Nhưng cô Dung Hòa kể chuyện hay lắm. Con chỉ muốn cô Dung Hòa kể chuyện cho con nghe thôi. Cô ấy kể chuyện cổ tích, nghe y như ngoài đời vậy đó. Ôi là chán. Bực mình thiệt đó. Tự nhiên không cho người ta lên thành phố. Bây giờ biết làm sao đây? Tuấn Tú. Alo. Diễm Lệ hả? Dạ, em chào anh. Em đang đâu vậy? Anh đang đi công tác ở miền Tây, về sắp tới Sài Gòn rồi. Anh có mua ít quà cho em, tính hẹn em với lại hội độc thân của em ra rồi anh tặng quà luôn hen. Dạ, em đang ở quê. Nhà em có chuyện, em chưa có lên được. Cũng buồn ha. Nếu mà chuyện của anh với em mà không đổ bể ra thì giờ anh ghé nhà em chơi luôn, du biết mấy. Anh thích xuống nhà em lắm. Dạ. Em cũng tiếc. À, hay là vậy em chờ anh nha. Nha anh. Ok, tạm biệt em. Sao không có công ty nào như vậy thiệt hả? Con cũng không biết, chỉ biết là gặp visit để chị Thủy là giám đốc công ty thôi. Nhưng mà hôm qua tới giờ gọi hoài không được. Sao? Được rồi, cảm ơn cô. Lan nè. Dạ, dạ mẹ. Ủa, con sao vậy? Sao dạ. Mắt đỏ hoe vậy? Dạ không, không có gì. Ủa, kỳ vậy cả. Con cái gì mà mẹ chồng hỏi không trả lời, bỏ đi một nước à? Dâu với con nói gì ra là cãi phăm phăm. Làm thì không tới nơi tới chốn. Giờ còn như vậy. Rồi, xong rồi. Tôi muốn mời cô Dung Hòa một bữa cơm để cảm ơn Dung Hòa đã giúp con gái tôi. Có gì đâu, anh khách sáo quá à. Tôi chỉ chơi với bé Ngân Nga thôi mà. Trước khi chơi với bé Ngân Nga á, tôi thấy khó chịu lắm. Cũng có chuyện bực mình. Nhưng mà sau khi chơi xong á, thì tôi thấy dễ chịu hơn nhiều. Hôm nào cô Dung Hòa mời con đi ăn để cảm ơn con nha. Thì ghét ghê. Mời cô, vô đây tôi lấy cơm cho. Dạ, cảm ơn anh. Sao ba không giờ bà nội nấu? Ba nấu dở ẹt à. Chưa ăn sao biết. Đây, mời dạ, cô. Cảm ơn cô anh. Dung Hòa cứ tự nhiên nghe. Tôi làm hết đó. Mà chắc cũng chở thiệt. Cô giúp việc, cô cứ bận việc lại xin nghỉ hoài. Định mời cô đi ăn nhà hàng mà con bé nó không chịu. Con không thích ba ăn cơm ở ngoài. Con thích con với ba đi ăn kem thôi. Ăn cơm thì về nhà ăn. Wow, bé Ngân Nga nói chuyện giống người lớn quá vậy ta. Mà con nói đúng mà phải không cô? Nhiều chuyện quá đi con gái. Ăn đi con, mời cô. Mời anh, mời con ăn cơm. Dạ. Nè con.
Món này hơi bị lạc. Hơi bị lạc hả? Để tôi lấy nước tương nha. Cô Dung Hòa được xuống bếp. Ba mà nấu ăn là bếp bày hài lắm. Ba hay quên đồ tùm lum mà. Cứ kể tội ba hoài. Để tôi lấy cho. Dạ. Nè con, sao con chọc ba hoài vậy? Con ghét ba. Sao con lại ghét ba? Vì ba không tìm mẹ về cho con. Bỗng như vậy mà điện thoại gọi không được. Trời, không lẽ mình mất trắng cái số tiền này hay sao? Yeah.